Thưa quý vị, bạn đọc Ánh Lê đến từ Thành phố Hồ Chí Minh có gửi câu hỏi về cho báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng: đợt Tết vừa qua, gia đình tôi lên Đà Lạt du xuân. Trong quá trình đi, chúng tôi bắt gặp hình ảnh nhiều du khách hồn nhiên ngắt các cành hoa anh đào đang nở rộ rất đẹp trong các khu du lịch, nơi công cộng. Xin hỏi việc ngắt hoa bẻ cành như vậy có bị xử lý gì hay không? Dưới đây là câu trả lời đến từ luật sư Đỗ Thanh Trung đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Điều 53 Văn bản Hợp nhất số 08 năm 2020 của Bộ Xây dựng, Hợp nhất Nghị định 139/2017 và Nghị định 21/2020 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, tự ý ngắt hoa, cắt cành cây, lột vỏ thân cây, phóng uế hoặc có hành vi khác làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ. Quy định trên áp dụng đối với tổ chức vi phạm, trường hợp cá nhân vi phạm thì mức phạt bằng 1/2 mức phạt tiền của tổ chức. Do đó, người nào tự ý ngắt hoa bẻ cành cây tại nơi công cộng, các khu du lịch sẽ bị phạt tiền từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.